món bún mà cà chua nè, hay topping nè, hay cả nùi luôn ha. Thể theo yêu cầu của bạn chồng thì hôm nay nhà mình sẽ ăn món bún nấu cà chua đó cả nhà. Bún nấu cà chua thì nguyên liệu sẽ không thể thiếu đó chính là quả cà chua nè và bún ha. Ngoài ra thì mình sẽ có là, nói chung là mình thích ăn gì thì mình bỏ ra nguyên liệu đó vô cả nhà. Mình sẽ có hai cục giò heo nè, nửa trái tim, một miếng huyết, một ít thịt ha. Thịt thế này thì nhà của mình mua là thịt nạc. Rồi hai miếng đậu hũ, một ít nấm rơm. Nấm rơm thì mình nấu cho ngọt nước với lại nấm rơm ăn cũng khá là ngon đó cả nhà. Và bên cạnh đó là sẽ có thêm một con ghẹ siêu to khổng lồ luôn. Con ghẹ này thì là phần của em bé cả nhà. Rồi bên đây sẽ có một ít giá hẹ cả nhà ha. Thì bây giờ mời cả nhà hãy theo chân của Khanh đi nấu món bún nấu cà chua nha. Bây giờ mình trần thịt qua với nước sôi sơ nha cả nhà. Mình trần như vậy thì nó sẽ, cái nước một hồi mình nấu cái nước lèo nó sẽ trong nha cả nhà. Cái chất dơ mình trần vậy là chất dơ nó sẽ ra hết nè. Mình để đây tầm khoảng 2 phút rồi mình sẽ đi rửa, mình nhắc xuống mình đi rửa nha cả nhà. Đây là những nguyên liệu mà mình đã sơ chế xong hết rồi đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nấu luôn nha cả nhà ha. Xong cái mình sẽ nêm một xíu gia vị vô cho nó thấm. Mình thêm một ít bột ngọt vô.
2 muỗng hạt nêm ha. Rải một xíu nước mắm. Đây mình công thức thì mình không có công thức chuẩn đâu cả nhà, thường thì nó sẽ nấu mình nấu ăn á thì sẽ phụ thuộc vào cái vị chuẩn của gia đình mình. Ví dụ như mình thích ăn nhạt thì mình nêm nhạt xíu, mình thích ăn mặn thì mình nêm đậm đà xíu ha. Sau khi cà chua mà xào được tầm khoảng 2 phút rồi thì mình bỏ thịt vô mình xào chung nha cả nhà. Thịt này thì hồi nãy mình đã chần qua với nước sôi mình rửa lại rồi, nên bây giờ thịt rất là thơm. Mình sẽ xào qua xào lại cho thấm tầm khoảng 2 phút sau, sau đó mình sẽ đổ nước vô mình nấu nha cả nhà ha. Tiên tiên cả nhà ơi, nhìn hấp dẫn chưa, quá hấp dẫn nha, đói bụng quá. Rồi mình vớt bọt một ít còn lại ha. Mình sẽ có một cái dừa heo nè, bị cho đá không, 2 cục dừa heo ha cả nhà. Anh Tâm không thích ăn dừa heo, chỉ có mình thích ăn. Rồi cái này là con ghẹ của em bé ha. Quá trời hấp dẫn rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ gắp con ghẹ của em bé ra. Rồi mình bỏ huyết vô ha. Bỏ huyết với đậu hũ vô. Với lại một ít chả vô. Giò này mình ăn nóng ngon đó nha. Hấp dẫn chưa chồng? Quá hấp dẫn luôn à. Quá trời. Ăn một tô này em lấy anh 800 ngàn. Nè, cục dừa heo của vợ nè. Wow, cục dừa heo luôn. Đủ thứ món. Ok la, giờ bắt đầu ăn nha. Bị ăn nha cả nhà ơi. Ăn đi. Xem miếng giá, ít giá. Riêng nồi topping luôn nè. Trời quá mẹ hả? Quá trời quá đất luôn. Có cói. Anh ăn nhiều bún. Dạ, yeah, vừa vừa thôi, mất vừa vừa thôi. Gì quá hai miếng. Còn đây em chết kìa. Hello, chào mừng cả nhà lại đến với cái video tiếp theo của Kaga Food nha. Thì hôm nay giấc trưa rồi, nay mình dọn đồ ăn lên phòng máy lạnh ngồi ăn nha. Hôm nay ăn món bún cà chua. Ngồi hôm qua tối ngồi lướt Facebook coi, lướt YouTube xem mà thấy món này cũng hấp dẫn quá, cho nên nhờ vợ mình vào làm,
món bún mà cà chua nè, thì topping nè, hay cả nùi luôn ha. Dạ nãy đầu video thì có quay để giới thiệu cái nhà cái cách nấu ăn á, thì nhà mình vào tham khảo và nấu nha. Topping nhìn thấy rất là nhiều nè và ngon nữa. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng dùng bữa với mình nha. Đầu tiên thì nặn cái miếng chanh vô. Ai muốn ăn chua thì nặn nhiều ha, không thì nặn lát ha. Đây có chuẩn bị chén mắm ớt nè. Chén mắm ớt là không thể thiếu khi mình ăn các loại bún mà. Đây kèm thêm dĩa topping để bên ngoài ăn kèm theo ha. Ăn hết topping bên trong rồi mình gắp thêm, mình chấm, mình ăn thêm nữa. Rồi, và cả nhà dùng bữa nha. Nay bé nhà ngủ trưa rồi, nên không có vào để quay được. Bé ngủ rất là say rồi. Thôi thì ba ngồi ăn mình vậy. Chứ ăn mình cho nó ngon luôn. Cả nhà ủng hộ mình bằng cách cho mình một like nha. Thôi bây giờ mình vô mình bào thôi. Bào cái tô bún cà chua này nha. Xin mời cả nhà ăn thôi. Đây có nấm. Rất là miếng chả luôn. Rau sống nhiều à, có giờ rau hẹ nè, giá đủ thứ loại luôn. Cũng có để tim ở ngoài cho anh á. Nó ngủ nó ngáy quá trời. Bé ngủ ngon quá nè nè. Có chả toàn hủ như tim quyết nè. Giò heo. Ngon à. Kỹ vậy. Cái món này nấu nhanh à. Nhanh hơn bún riêu, bún riêu và làm ba cái riêu rau á. Em cũng không hảo riêu lắm. Em chỉ thích cái vị của bún riêu thôi. Vị bún cà chua à hả? Ngon ngon, thơm thơm. Chua nhẹ ha, của cà chua. Nó thanh. Vậy nó cũng thanh thanh luôn. Nhưng mà cái món này ở ngoài à, ngoài tiệm do không phải bán hết. Bạn coi thấy thấy ăn trong lạ hay không, thấy đã người ta nấu à, mình nhớ món ngoài này món của người Bắc hay sao. Thường mấy cái loại bún như bún riêu, bún canh thì mình ăn thấy quen, bún cà chua thì cũng mới nghe. Món này nhà mình tự nấu hả? Ừ. Chứ ngoài hay đâu hay bán nè. Ừ, đúng rồi, không biết đâu. Dạ, ngon đến giá, anh nào mở tiệm bán à. Anh bán hả? Anh cũng bán hả? Anh biết anh bán hả? Chạy bàn hả? Anh chạy bàn thì ai nấu? Thì em nấu á. Già, già nấu hay là về về nấu? Nó còn tuổi trẻ trẻ thì nấu là thất nghiệp bà nấu hả? Thất nghiệp mở quán bán không cả nhà ghé ủng hộ anh. Em có bán là em chỉ có tâm đắc cái món không món bún mắm à.
Mắm, mắm đặt trước mình có quay ra rồi nữa tôi ngọt. Cả nhà ai chưa xem thì vào kênh mình xem nha. Bữa nào em bấm em nấu bún nước lèo thử. Đố anh bún nước lèo với bún mắm khác nhau nào? Khác cái tên hả? Sao nhỉ? Nó mới về bữa anh đi em đi chơi nghe cho thấy bán cũng nhiều. Như nước ha. Nó khác nhau chứ. Khác cái vị ha. Cái nước nếm á, cái nếm. Bún mắm là đậm hơn. Bún nước lèo là cái vị nó không? Nhạt hơn. Bún này nhưng chưa ăn ngoài không? Cái ngoài là cũng bán. Sao còn bán bún mắm không? Ngay trên đây món ăn gì vậy? Tải mí lù gì vậy không? Hay không? Tải mí lù. Tải mí lù hả cả nhà? Đó là món súp lỗ hả? Cả nhà biết món đó không ta? Nhà vào bình luận cả nhà ăn qua món đó chưa hả? Đi trên Sài Gòn mình thấy thằng nhà không có bán luôn. Cái món nước, nước nó nấu làm sao vậy mà? Nó bằng nước dừa, nước dừa tươi. Xong rồi mình sẽ bỏ một ít giấm vô. Cá là mình thái ra cả nhà. Thái mỏng ra. Nhưng rồi mình nhúng vô. Nhưng mà mình sẽ lựa những cái loại cá mà nó dễ chín đó. Ở dưới quê ngày xưa là nhà em hay ăn là ăn cá đồng á, là con cá sặc á, cá sặc nhỏ nhỏ là ngày xưa nhiều lắm. Ngày xưa đặt lần là mấy ký luôn á. Mần thì nó cực nhưng mà ăn ngon. Bên cạnh mà mình xong cái mình lóc xương ra. Lóc xương cái mình ướp gia vị. Ướp gia vị cho vừa ăn. Xong rồi mình nấu tầm khoảng một trái dừa với lại nước giấm chua chua. Nấu giống kiểu lẩu vậy đó cả nhà. Xong rồi cái mình nhúng vô. Nhúng vô cho nó tái vừa chín lắm là mình ăn. Rau ăn kèm á thì là bắp chuối á. Gọi là hay gọi là cái hoa chuối á. Cái đó nấu phải chuẩn bị sẵn cái bếp ga mini. Nấu nước sôi. Sau đó mình nhúng cá, nhúng thịt vô. Cái món đó ăn hơi bị ngon đó. Đó là kèm với bún cơm rượu tê luôn. Ngon lành cành đào luôn. Ngày xưa dưới quê thì ít ăn bún. Không có tiền ăn bún. Đa phần ở nhà có gạo á. Gạo nấu thành thì cơm. Thì nấu cơm mà. Là ngày xưa còn giờ là dễ. Giờ người ta bán dừa. Cái thời em học lớp mấy ta? Thời em học lớp 3. Chắc lớp 3, lớp 4 nữa. Hồi xưa mà mua được cái gói mì gói mà. Gói mì gói mười mấy năm rồi trước à? Hơn mười mấy năm rồi. Có gần 20 năm rồi. Ủa? Em bây giờ tới 34 tuổi rồi. Tại lớp 2, lớp 3 là khoảng 8-9 tuổi đi. Gần 20 năm rồi. Hai mấy năm rồi. Mấy năm luôn á. Nhà mua cái gói mì mà gói mì tôm ngày xưa mà gói mì tôm mà cái bao giấy cơ. Mà đưa mua được cái gói mì đó ăn là nghe ngon lắm hả? Mì tôm mát rồi nè. Mì rất quen thuộc ở với sinh viên hả? Mì đó nấu gì ta? Hồi xưa nè em nấu không? Nấu canh rau ngót á. Xong rồi cái bỏ cái mì đó vô. Chan cơm ăn. Nó khổ quá ha. Cho em cục quyết đi cậu. Nó thấm như thế nào? Mà em miếng nãy cho em chưa ăn thì ế ít thôi. Ngon mình.
ngon, dừa nó thanh ngon, dừa ăn, dừa ăn, dừa thanh thanh nha, ngon. Để mình nấu từ thịt thôi mà. Này ngọt từ thịt. Ngọt từ thịt, ngon từ các tắc bình còn ngọt lại. Từ xương, ngon từ thịt, má ơi. Cái đó xưa rồi, mình phải biến tấu lại. Xưa quá à. Đang nó ngủ nát khó khó kìa. Bé ngủ say quá cả nhà. Ông ngủ ngáy khò khò luôn vậy, nói ừ. Chuyện không ngủ biết luôn. Cũng đưa bé vào quay ăn luôn nè. Nhưng mà bé còn ngủ á. Bữa nay em bé ăn con ghẹ 150 nha. Thịt ghẹ đâu bạn à. Ghẹ tính ra anh làm sẵn luôn nè cả nhà. Chuẩn bị cho bé mốt ba ăn món ghẹ. Bé buồn ngủ quá nên hôm hẹn cô chú em dịp khác bé lên sóng nha. Hồi tối em bé ngủ hơi trễ cô chú. Hồi hôm giờ về cũng dễ lắm mà. Tầm 23 giờ, 11 giờ. 10 rưỡi à, phải là 10 rưỡi. Không, 11 giờ là giờ sao nó mới ngủ. Ngủ còn vợ là về 10 rưỡi. Sáng sớm không? Cái sáng rất sớm. Sao mấy chưa 7 giờ hết? Em hồi sáng là em đấu tranh tư tưởng thí nghiệm học lắm hả? Mà em học không nổi. Một tuần học có một ngày thứ 7 buổi sáng. Mà còn làm biến học nữa chè. Bởi vì cô xiên mà mình không xiên được. Không mà cái cô đó là bên nước nào mà cái thời gian nó khác không? À. À, em nói là cô ở Pháp luôn chồng. Ủa? Cô lấy chồng nước ngoài nhưng mà cô ở Việt Nam à. Có mấy anh chị thì ở nước ngoài, mấy anh chị ở Việt Nam à. Anh tưởng là bên nước ngoài thì cũng muốn về nước khác à, cũng ở Gò Vấp gần nhà mình luôn. Dạy nhiều. Tại vì cô dạy từ thiện á, nên cô phải sắp xếp cho nó phù hợp. Ban ngày đi dạy rồi. Ban ngày là cô cũng đi làm mà. Ban ngày cô cũng có công việc của cô mà. Cô chỉ sắp xếp chạy thêm cho mình cái khung giờ thuận tiện cho cô thôi. Bữa em học đông không? Từ trước em học á. Có hai lớp. Một lớp là học phát âm. Là lớp đó đông á. Lớp đó học một buổi tối vậy là tầm ba mấy bạn á. Hai mấy đến ba mấy bạn. Còn lớp nói buổi sáng thì hôm trước em học có tầm có cả 8-9 bạn rồi. Lớp buổi sáng cũng nhiều người ngủ chưa dậy. Lớp buổi sáng cô không có điểm danh đó, nên đa phần mấy bạn học được thì mấy bạn không học được thì thôi. Còn lớp buổi tối là cô bắt buộc phải điểm danh. Lớp buổi tối là cô khắc khe hơn. Ví dụ như anh không có tham gia lớp học tầm khoảng 1-2 buổi là cô không cho học nữa. Tối thứ ba. Ừ. À. Dính về trên miệng chồng con. Ừ. À, ngon quá. Chồng em thấy 14 phút hả? Ừ. Nhà mình tắt không? À, mình cũng ăn gần xong rồi. Em em quay cái tô của chồng à. Tô luôn của mình nha cả nhà. Hả luôn à. Ăn khủng khiếp không? Em quá mà. Ngon quá à. Vậy anh chào tạm biệt cả nhà. Ừ. Tốt là mình ăn bát ngồi chấm nước mắm ăn sốt bình thường à. Rồi, anh đi cả nhà nè. Ừ. Cảm ơn, xin dừng video tại đây nha cả nhà. Cả nhà thấy video mình hay rồi, đừng ngại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra tiếp những video sau nha. Còn bây giờ cho phép mình nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại cả nhà vào những video kế tiếp. Bye bye.